Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy may mắn. Quý vị thân mến, trong văn hóa tâm linh của người Việt, bàn thờ được coi là cầu nối âm dương, là nơi để con cháu bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn đối với ông bà, tổ tiên, cha mẹ. Trong không gian linh thiêng ấy không thể không có sự xuất hiện của những vật dụng thờ cúng đã rất đối quen thuộc như là bộ tam sự, ngũ sự. Theo văn hóa tín ngưỡng từ lâu đời, bộ đồ thờ tam sự, ngũ sự được coi là những đồ thờ quan trọng, không thể thiếu trên mỗi bàn thờ truyền thống của người Việt. Bộ đồ thờ tam sự, ngũ sự không chỉ giúp bàn thờ trở nên trang nghiêm mà còn đóng vai trò quan trọng về mặt tâm linh và phong thủy. Tuy vậy, không phải ai cũng biết bộ tam sự gồm những gì, bộ ngũ sự đầy đủ gồm những gì. Cách sắp xếp bộ tam sự, sắp xếp bộ ngũ sự như thế nào cho đúng cách nhằm thể hiện tấm lòng thành kính, đảm bảo phong thủy, mang đến vượng khí tài lộc. Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Rất nhiều người hiện nay, đa số là những người trẻ tuổi, chưa hiểu thế nào là bộ đồ thờ cúng tam sự, ngũ sự đặt trên bàn thờ gia tiên, thần linh. Ngay cả một số người trung tuổi hoặc là cao tuổi cũng chưa thể hiểu như thế nào cho đúng và cách đặt bộ ngũ sự lên bàn thờ đúng cách theo phong tục thờ cúng của người Việt. Theo phong tục thờ cúng của người Việt được lưu truyền từ nhiều đời nay, ngày xưa trên bàn thờ gia tiên được bày bộ đồ thờ tam sự gồm một bộ đồ thờ tam sự có 3 vật gồm một lư hương, đôi chân nến hoặc là một lư hương cộng với đôi hạt. Còn bộ ngũ sự gồm bộ ngũ sự hay còn gọi là bồ đồ thờ theo cách dễ hiểu bao gồm một đỉnh, một con hạc và hai chân nến đặt trên bàn thờ. Đôi hạc thờ được đứng trên lưng rùa luôn đi thành cặp. Hạc là biểu tượng của sự trường thọ, may mắn, khát vọng trường tồn. Trong phong thủy, rùa đảm bảo cho gia đình có sự liên kết chặt chẽ, lâu bền. Chính vì thế mà hạc đứng trên lưng rùa thành một cặp là sự kết hợp hài hòa, gắn kết giữa trời đất, giữa hai thái cực âm dương. Theo nghĩa tiếng Hán, ngũ sự có nghĩa là 5 món đồ vật. Bộ đồ thờ ngũ sự gồm có 5 vật phẩm chính, đó là đỉnh đồng, đôi hạc thờ, đôi chân nến đồng. Mỗi vật được chế tác những loại chạm khắc hoa văn, họa tiết khác nhau và mang những ý nghĩa biểu tượng riêng biệt. Đỉnh đồng được coi là nhân vật trung tâm nên được đặt ở chính giữa, hai bên là đôi chân nến và đôi hạc thờ. Tuy không được chạm khắc cầu kỳ, tinh xảo như đỉnh đồng lư hương nhưng cũng mang sự trang trọng, tinh tế và bổ sung ý nghĩa của bộ ngũ sự hoàn thiện hơn. Bộ tam sự, bộ ngũ sự gồm những gì và ý nghĩa của nó ra sao? Hiện nay thì bộ đồ thờ tam sự, ngũ sự là lựa chọn hàng đầu của các gia chủ cho bàn thờ hiện nay. Một bộ tam sự sẽ gồm có một lư hương và một cặp chân nến. Còn đối với bộ ngũ sự thì ngoài 3 thứ trên còn có thêm đôi hạc ngự long quy cao. Chất liệu làm nên bộ tam sự, ngũ sự cũng hết sức đa dạng từ gốm, sứ, gỗ. Nhưng để tôn lên vẻ đẹp trang nghiêm cho bàn thờ của nhà mình, các bộ tam sự, ngũ sự được đúc bằng đồng vẫn là sự lựa chọn của nhiều gia đình Việt trong việc thờ cúng. Bộ tam sự gồm những gì? Ý nghĩa. Bộ tam sự bao gồm 3 món, một đỉnh thờ, hai chân nến. Lư hương hay còn gọi là đỉnh thờ hay là đỉnh đồng luôn được xem là một trong số các đồ thờ quan trọng nhất trên bàn thờ. Về kiểu dáng, lư hương chủ yếu được thiết kế với mẫu chung là phần thân được chạm trổ hoa sòi, hoa văn, song long trầu nguyệt, trên nắp đỉnh đồng là con nghê. Trong tư thế nhìn ra, đỉnh thờ lư hương được chế tác với kích thước và hình dáng khác nhau để phù hợp với không gian thờ cúng của bàn thờ mỗi gia đình. Vì có vị trí quan trọng như vậy nên bao giờ lư hương cũng được đặt tại chính giữa bàn thờ, ngay phía trước ngai thờ và sau bát hương, vừa để thuận tiện cho việc đốt hương, vừa tạo sự đối xứng khi sắp đặt các đồ thờ khác, đồng thời thể hiện sự trang nghiêm cho bàn thờ. Đôi chân nến đồng bộ với lư hương mang lửa đến cho bàn thờ, sắp xếp hai bên cân xứng với đỉnh thờ ở giữa, tạo nên sự ấm cúng uy nghiêm cho gian thờ của gia chủ. Bộ ngũ sự đầy đủ gồm những gì? Ý nghĩa. Bộ ngũ sự đầy đủ sẽ bao gồm 5 món, một lư hương, hai chân nến, hai hạc ngự long quy. Quan niệm tâm linh, mùi hương trầm thơm thể hiện sự chân thành, lòng thành kính của gia chủ với tổ tiên, đồng thời mong ước hóa hung thành cát, cầu bình an, gia tăng tài lộc, trí tuệ, may mắn cho gia chủ. Về khoa học thì hương trầm có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt, giúp cho không gian của gia chủ trở nên khoan khoái, dễ chịu. Đôi chân nến đồng bộ với lư hương tạo sự uy nghiêm cho gian thờ. Theo phong thủy, đôi chân nến thờ mang ý nghĩa rất quan trọng. Chân nến bên trái tượng trưng cho hành dương, tức nhật, mặt trời. Chân nến bên phải tượng trưng cho hành âm, tức nguyệt, mặt trăng.
Sự kết hợp hài hòa giữa âm dương nhật nguyệt sẽ làm cho mọi vật cân bằng, tạo điều kiện cho sự sống sinh sôi nảy nở, mang lại nhiều tài lộc và may mắn. Điểm khác biệt giữa bộ tam sự và bộ ngũ sự chính là đôi hạc ngự kim quy. Với quan niệm của người Việt, hạc được xem là một linh vật phong thủy, tượng trưng cho sự bền vững, bay cao, bay xa, thành công, may mắn, trường tồn. Rùa là một trong tứ linh long ly quy phượng, biểu tượng cho sự trường thọ, mang đến sự bình an, may mắn cho gia chủ. Hình tượng con hạc thờ ngự kim quy, hạc đứng trên mình rùa ngậm bông sen, tạo nên tác phẩm đậm chất nghệ thuật, tạo nên vẻ đẹp, sự sang trọng cho gian thờ. Mặt khác, hạc ngự kim quy còn mang ý nghĩa tâm linh, là sự kết hợp gắn kết hài hòa giữa trời đất âm dương nhật nguyệt. Sắp xếp bộ tam sự ngũ sự như thế nào cho hợp lý? Trong cách sắp xếp bộ tam sự ngũ sự, đôi hạc ngự long quy cao thường được bố trí đối xứng hai bên của lư hương, có thể đứng cạnh hoặc là hơi chếch lên phía trên một chút trên bàn thờ gia tiên. Đôi hạc ngự long quy là biểu trưng cho sự may mắn trường tồn, thể hiện sự kết hợp hài hòa của âm và dương, trời và đất, mang đến sự may mắn, tài lộc và sự an bình cho gia chủ. Và cuối cùng, để sắp xếp bộ tam sự ngũ sự đầy đủ, đúng cách, không thể thiếu đôi chân nến được đặt đối xứng ở phía hai bên bàn thờ, gần với đôi hạc chầu. Cách bày bộ ngũ sự, đỉnh thờ thường được đặt chính giữa, lùi về phía sau trên bàn thờ, có thể dùng để đốt trầm trong các dịp thờ cúng lễ Tết. Theo quan niệm từ xưa thì hương thơm thể hiện lòng thành, sự thanh khiết cao quý. Chính vì thế mà lưu hương với những khói trầm tỏa ra có tác dụng thanh lọc khí vô cùng hiệu quả. Về mặt tâm linh thì nó hóa giải được hung khí, tăng thêm khát khí, gia tăng sự thuận, hiếu thảo, sự tăng tiến về trí tuệ tài lộc. Đôi hạc được bày hai bên ngay cạnh đỉnh thờ được gọi là hạc chầu. Hạc được đặt trên bàn thờ ngụ ý tới phẩm chất cao quý mạnh mẽ, đối đầu với khó khăn, mang lại may mắn và ấm êm. Đôi chân nến được đặt hai bên bàn thờ cạnh hai con hạc. Chân nến bên trái tượng trưng cho hành dương, tức là mặt trời. Chân nến bên phải tượng trưng cho hành âm, tức là mặt trăng. Có âm dương nhật nguyệt thì sẽ làm cho vạn vật sinh sôi nảy nở, mang lại nhiều tài lộc và may mắn. Bộ đỉnh đồng ngũ sự, giá của bộ ngũ sự bằng đồng. Bộ ngũ sự trên bàn thờ được sử dụng bằng sứ gỗ đồng, nhưng thông dụng nhiều nhất vẫn là chất liệu bằng đồng bởi những ưu điểm vượt trội của nó. Ngày xưa thì trong nhà có bộ đỉnh đồng hoành phi câu đối, chính là sự thể hiện giàu có sang trọng hơn người, thường chỉ có nhà quan lại phú hộ mới có để mà dùng. Ngày nay thì các gia đình trung lưu với thu nhập ổn định, đủ ăn đủ mặc là đã có thể sắm cho gia đình bàn thờ tổ tiên một bộ đỉnh đồng ngũ sự. Các dòng họ có nhà thờ họ tổ cũng nhất định phải có một bộ đỉnh đồng đặt trên bàn thờ. Tùy vào điều kiện kinh tế và không gian thờ cúng mà lựa chọn bộ đồ thờ cúng phù hợp. Bộ đồ thờ bằng đồng dày dặn, bền đẹp theo năm tháng, màu sắc họa tiết phong phú, tươi sáng, tinh xảo, không sợ nứt vỡ, mối mọt, dễ dàng tháo lắp và di chuyển. Bộ ngũ sự bằng đồng có giá phụ thuộc vào chất liệu, chất lượng và độ tinh xảo của hoa văn. Hàng đồng Đài Loan đúc máy có giá mềm nhất chỉ từ 2 đến 5 triệu đồng một bộ ngũ sự. Bộ ngũ sự đồng thau có giá tầm trung và bộ ngũ sự đồng đỏ khảm tam khí hay là khảm ngũ sắc sẽ có giá cao hơn hẳn. Ngoài ra thì khách hàng còn có thể lựa chọn sắt vàng, toàn bộ sản phẩm cực kỳ đẹp và sang trọng. Sản phẩm đồng thau, đồng đỏ, chạm khảm còn phụ thuộc vào tỷ lệ đồng, độ dày, cân nặng và đường nét hoa văn chạm. Sản phẩm hàng thường có giá từ 2 đến 20 triệu đồng tùy kích cỡ. Sản phẩm hàng kỹ, đẹp, tinh xảo có giá từ 7 đến 50 triệu đồng tùy kích cỡ. Nếu không gian bàn thờ hẹp và để nhiều đồ thì có thể chỉ đặt đỉnh với đôi hạc hoặc là đỉnh với đôi chân nến, được gọi là bộ tam sự thờ cúng bằng đồng, rất đẹp và cân đối. Ngoài các sản phẩm cơ bản trên bàn thờ gia tiên còn có thể trang hoàng rất nhiều các vật dụng khác tùy vào không gian và điều kiện kinh tế của gia chủ. Tường sau không gian bàn thờ nhà ở khá giả là hoành phi câu đối bằng hán tự sơn son thép vàng, có nội dung nói lên công đức của người đã khuất. Ở gia đình bình dân đó là tranh thờ, thường là tranh dân gian, vẽ ngũ quả, chiếc cuốn thư, cá chép vật vũ môn hay là các chữ như phúc, lộc, thọ bằng hán tự. Phía trước đỉnh thờ còn có bát hương, mâm bổng, thường là một hoặc là ba bát. Ngoài ra, các thứ có thể đặt một đôi hoặc là một chiếc như lọ hoa, đèn thờ, ống hương, chóe thờ. Các vật dụng khác như là ngai, chén đựng rượu, đài thờ đựng muối, gạo, nước thờ. Quý vị có biết tất cả các đồ trong hòng thờ, trên ban thờ đều có ý nghĩa riêng, ý nghĩa đó như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu ngay sau đây. Hoành phi đại tự cuốn thư.
Theo truyền thống văn hóa của người Việt xưa, mỗi khi nhà nào có việc trọng đại như là mừng tân gia, vinh quy bái tổ, chúc thọ thầy mẹ, những người theo học chữ Nho thường tặng nhau câu đối sơn son thiếp vàng, hoặc là sang hơn thì tặng cả bức hoành phi. Cha ông ta ngày xưa nhà nào cũng vậy, luôn cố gắng sắm sửa một bức hoành phi treo trong nhà, giàu thì sơn son thép vàng, không thì thép bạc, nghèo hơn nữa thì nhờ thầy đồ viết cho mấy chữ kính cẩn treo trên bàn thờ để tỏ lòng thành với thánh hiền, với tổ tiên. Bức hoành phi đại tự cuốn thư là phần đầu tiên đặt trên cùng của bàn thờ, sát với bức tường, với nội dung chính thường là ba chữ Quang Lưu Đức, ý muốn nói công đức của tổ tiên lưu truyền cho con cháu, phù hộ cho con cháu, soi sáng đường đi, lối bước cho con cháu, cho thế hệ sau. Thứ hai là câu đối. Câu đối luôn luôn đi kèm với bức hoành phi đại tự hoặc là cuốn thư, tạo thành bộ hoành phi câu đối, cuốn thư câu đối. Câu đối thuộc loại văn biền ngẫu gồm hai vế đối nhau nhằm biểu thị quan điểm của tác giả, tình cảm của tác giả trước một sự vật, hiện tượng nào đó. Đôi câu đối trong thờ cúng gia tiên chủ yếu tập trung vào nội dung công đức, chí hướng của tổ tiên, lời căn dặn của tổ tiên dành cho con cháu. Tổ tông công đức thiên niên thịnh, tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Có nghĩa là công đức của tổ tiên dành cho con cháu ngàn năm vẫn còn lưu truyền mãi, con ngoan cháu thảo phải biết phát huy vinh danh truyền thống tốt đẹp đó. Đôi câu đối được bày treo hai bên bức hoành phi, thấp hơn bức hoành phi một chút và ở hai bên của bàn thờ gia tiên. Đối với nhà thờ họ, nhà thờ gỗ thì đôi câu đối được treo ốp vào hai bên cột của nhà thờ, còn bức đại tự hoành phi được treo bên trên hơi xiên xuống một góc 15-30 độ. Ngai thờ được đặt chính giữa bàn thờ và ở phía trong cùng vị trí số 3. Ngai thờ có thể được đúc bằng đồng hoặc là bằng gỗ sơn son thép vàng. Trên ngai thờ đặt bài vị, linh vị tổ tiên. Di ảnh thờ, tượng thờ hoặc là tượng đồng chân dung ông bà tổ tiên. Di ảnh thờ của ông bà tổ tiên được đặt đối xứng hai bên phía trong bàn thờ, vị trí số 4 theo nguyên tắc phong thủy. Tả nam hữu nữ, bên trái là nam, bên phải là nữ. Ảnh thờ của ông bà tổ tiên ngày nay nhiều gia đình có điều kiện thay ảnh thờ bằng tượng đồng chân dung có chiều cao khoảng 42 cm. Các bạn có thể tham khảo thêm tại mục đúc tượng đồng, đỉnh thờ, đỉnh đồng thờ cúng. Ở vị trí số 5 là đỉnh thờ. Đỉnh thờ cúng đi kèm với đôi chân nến vị trí số 6 và đôi hạc ở vị trí số 7, tạo thành bộ tam sự, ngũ sự trên bàn thờ gia tiên. Đỉnh thờ đứng trước ngai thờ và sau bát hương. Đỉnh thờ dùng để đốt trầm hương trong những ngày lễ Tết, tạo hương thơm thanh khiết, không khí linh thiêng, tỏ lòng thanh kính với tổ tiên. Trên nắp đỉnh là con lân, con nghê trong tư thế nhìn ra. Người xưa quan niệm rằng lân là hiện thân của sức mạnh, tầng trên của sự song tráng, của sự trong sáng và trí tuệ, nên nó có trách nhiệm kiểm soát tâm hồn kẻ hành hương, kiểm soát sự trong sáng của con cháu khi đứng trước bàn thờ. Đỉnh đồng phải được đặt một đôi chân đưa ra phía trước, hai chân để phía sau nhằm biểu tượng cho chính nhân quân tử. Mỗi chân của đỉnh còn được coi là một con quỷ, linh vật có đầu giống hổ phù và chỉ có một chân mà thôi. Từ thời Khổng Tử đã đề cập đến linh vật này và cho rằng sự xuất hiện của nó gắn liền với sự xuất hiện của thánh nhân, người tài giỏi, xuất thế, cứu đời. Tinh thần này phù hợp với ước vọng truyền đời của người dân Việt trong ý thức phi chí bất hưng, phi thương bất phú. Tùy theo kích thước bàn thờ gia tiên mà chọn bộ đỉnh thờ cho phù hợp. Với bàn thờ cỡ lớn trên 2m thì nên chọn bộ đỉnh thờ 65-70cm. Với bàn thờ tầm trung là 1m53-1m76, 1m97 thì chọn các bộ đồ thờ 50-60-65cm. Còn bàn thờ gia tiên cỡ nhỏ 1m27 trở xuống thì chọn các bộ đồ thờ 40-45cm. Đôi chân nến đồng, vị trí số 6 là đôi chân nến đồng được đặt hai bên đỉnh thờ sau bát hương. Đôi nến thờ bằng đồng rất quan trọng, người ta cứ ngỡ rằng đôi nến thờ chỉ có tác dụng thắp nến tỏa sáng cho bàn thờ hoặc là để châm hương, nhưng đó chỉ là công dụng phụ. Công dụng chính của đôi chân nến lại khác. Chân nến bên tả hướng đông tượng trưng cho hành dương, tức là mặt trời. Chân nến bên hữu hướng tây tượng trưng cho hành âm, tức là mặt trăng. Bởi vì nhật nguyệt đổi vần để ngày đêm tuân tự thì muôn vật mới được sinh sôi, muôn vật cần ánh nắng để quang hợp, để trao đổi chất, để trưởng thành thì muôn vật cũng cần ánh trăng để xui khiến cho đực cái tìm nhau, cho thủy chiếu lên xuống, cho nhịp mùa được vận hành,
cho nên mặt trăng và mặt trời sẽ được tuần tự trên bàn thờ của người Việt. Đôi hạc đồng thờ cúng. Đôi hạc đồng thờ cúng được xếp ở vị trí số 7 cạnh hai bên đôi chân nến. Đôi hạc đồng thường được đi kèm với đỉnh thờ bằng đồng và đôi chân nến trên bàn thờ gia tiên, tạo thành bộ đồ thờ ngũ dự. Tạo hình của đôi hạc là hình ảnh hạc đứng trên mai rùa. Theo quan niệm của người Việt, hạc đứng trên mai rùa thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa đất và trời, giữa âm và dương. Hạc thường xuất hiện bên các vị thần tiên là biểu tượng của sự trường thọ. Rùa là linh vật trong tứ linh long lân quy phụng, là biểu tượng của sự trường tồn, vĩnh cửu. Hạc đứng trên mai rùa biểu thị sự khát vọng trường tồn của người Việt. Bát hương đồng thờ cúng ở vị trí số 8 là bát hương, là đồ thờ quan trọng nhất và không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên. Bát hương gồm một bát hoặc là ba bát được xếp ngay ở trước bộ tam sự, bộ ngũ sự. Bát hương ở giữa dùng chung thờ thần linh thổ địa, hai bát hương hai bên là thờ cúng tổ tiên và thờ bà cô ông mãnh. Bát hương là cửa ngõ giữa nhân gian và cõi thiêng liêng, cõi hư vô, là cửa ngõ để con người bày tỏ khát vọng, bày tỏ sự sùng kính và con người mong muốn cầu nhận được điều may mắn tốt đẹp, những điều phi phàm từ cõi hư vô. Bát hương thường được chạm khắc mặt nguyệt và đôi rồng trầu, song long trầu mặt nguyệt, đôi mâm bồng bằng đồng. Tiếp đến là đôi mâm bồng bằng đồng ở vị trí số 9, dùng để đựng hoa quả trầu cao tiền mã. Mâm bồng được đặt ở trước và hai bên ban thờ. Mâm bồng bên trái ban thờ hướng đông thường được để hoa, mâm bồng bên phải thường được đặt quả. Vì ngày trước các cụ nhà ta làm nhà hướng nam thì bàn thờ sẽ quay về hướng nam theo mô hình 3 gian 2 trái. Khi đó mái nhà sẽ theo trục đông tây. Đĩa bồng ở bên đông đựng hoa, đông bình, và đĩa bồng bên tây đặt quả, tây quả. Để mặt trời hàng ngày bình minh lóe rạng cho muôn hoa đua nở, rồi hết một vòng của mặt trời, đến khi gác núi thì kết trái để mong nhịp mùa, mùa nào thức ấy. Đài thờ, chóe thờ. Trước bát hương được đặt bộ đài thờ hoặc là chóe thờ ở vị trí số 10. Bộ đài thờ gồm có 3 đài nhỏ có nắp và trên nắp có núm để cầm. 3 đài này dùng đựng các chén nhỏ bên trong chứa rượu, nước, muối, gạo, tùy theo phong tục từng nơi. Những ngày cúng dỗ, còn ngày thường thì đài được đậy nắp để tránh bụi bặm. Khay chén thờ, ngai chén thờ. Vị trí số 11 là bộ ngai chén thờ dùng để đựng nước hoặc là rượu. Bộ ngai chén thờ gồm một ngai 3 chén hoặc là một ngai 5 chén, tùy từng kích thước bàn thờ mà chọn cho phù hợp. Ống đựng hương. Đôi ống đựng hương được bày trí sắp đặt ở hai bên ngoài của bàn thờ, dùng để đựng hương hoặc là cắm đũa trên bàn thờ gia tiên. Đôi lọ hoa. Đôi lọ hoa được đặt ở hai bên bàn thờ, dùng để cắm hoa trong những ngày lễ Tết. Cũng có thể dùng bộ hoa sen bằng đồng gồm 10 bông để thay thế hoa tươi trang trí bàn thờ. Đèn thờ bằng đồng. Ở vị trí số 14 là đôi đèn thờ bằng đồng. Đôi đèn thờ thường được đặt bên trong và đối xứng hai bên cánh gà bàn thờ. Đôi đèn thờ bằng đồng dùng điện để thắp sáng bàn thờ gia tiên. Quý vị thân mến, hy vọng rằng những kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ ở trên sẽ giúp cho các gia chủ hiểu hơn về bộ tam sự, ngũ sự trong phong thủy bàn thờ. Cách bố trí bộ ngũ sự trên bàn thờ gia tiên giúp mang lại vượng khí, phúc khí cho các gia chủ, đồng thời dung hòa âm dương của người Á Đông. Phong thủy may mắn chúc các gia đình có cách sắp xếp và bố trí bộ ngũ sự hợp lý và khoa học nhất, không chỉ đảm bảo vẻ đẹp, sự trang nghiêm cho bàn thờ gia tiên mà còn thu hút vượng khí may mắn cho các thành viên. Video của chúng tôi đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.